Thưa quý vị, liên quan đến việc người dân phát hiện vật liệu nổ đặt tại trần hội trường thôn 6, xã Phú Xuân, huyện Grom Năng, tỉnh Đắk Lắk, Tránh văn phòng công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận vật liệu nổ trên là mìn tự chế. Trước đó vào chiều ngày 16 tháng 9, một người thợ xây dựng trong lúc đang sửa chữa lại trần hội trường thôn đã phát hiện vật lạ này nên đã báo cho công an huyện Krông Năng. Qua kiểm tra, công an huyện xác định vật liệu nổ này có kích thước như là bình ga mini màu đen có gắn cần ten, dây điện, vỏ thép đã rỉ sét do để lâu ngày. Lực lượng công binh đã phá hủy thành công bằng cách cho phát nổ. Công an tỉnh Đắk Lắc đã chỉ đạo công an huyện Krông Năng tiếp tục điều tra làm rõ động cơ của vụ, vụ việc trên.